Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ông Đỗ Hữu Ca mang hàm thiếu tướng và từng giữ chức vụ là giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 2, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyết định này theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng liên quan. Cơ quan an ninh điều tra đang tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án nêu trên. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành công tác điều tra tố tụng theo trình tự quy định của pháp luật. Cùng với lệnh bắt giữ, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an thành phố Hải Phòng tổ chức khám xét nhà riêng của ông Đỗ Hữu Ca tại phường Đăng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Việc khám xét tại nơi ở lô 1 đường Lê Hồng Phong được tiến hành kéo dài đến khoảng 1 giờ sáng ngày 19 tháng 2 và lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh đã điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Từ đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giữ đối với một số đối tượng liên quan. Theo nguồn tin riêng, ông Đỗ Hữu Ca hiện bị tạm giữ do có liên quan đến việc nhận tiền chạy vụ án, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, nộp ngân sách nhà nước nhưng bất thành. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, vụ việc thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giam để điều tra vụ án hình sự tại thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh là nhất quán và xuyên suốt. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Trước đó, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và quá trình điều tra, Công an Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều. Cơ quan chức năng làm rõ, đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đức, 52 tuổi, quê xã Đại Bản, huyện An Dương, thường trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. Đức điều hành 10 công ty có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đức cùng đồng bọn thực hiện lên đến con số rất lớn. Biết không thoát khỏi lưới pháp luật, Đức sử dụng mối quan hệ để chạy án, cụ thể là cậy nhờ gia đình thiếu tướng Đỗ Hữu Ca. Được biết, số tiền mà Đức chuyển cho vợ chồng tướng Ca lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, việc lại không thành nên Đức bị bắt vào hồi đầu tháng 2 năm 2023 khi đang trên đường về nhà tại tổ dân phố 3, đường Lũng Đông, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Theo nhiều nguồn tin, trước khi bị tạm giữ vào sáng ngày 18 tháng 2, làm việc với cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tại nhà riêng ở thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca vẫn tỏ ra khá bình thường và vô tư. Bên cạnh đó, nhiều người dân ở quê nhà thiếu tướng Ca thực sự ngỡ ngàng khi nghe tin lực lượng công an tiến hành khám xét tư gia và tạm giữ hình sự vị tướng này. Theo người dân ở xã Kênh Giang, ông Ca dù công tác ở thành phố nhưng vẫn giữ lại mảnh đất ông cha để lại trong con ngõ nhỏ, phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, đoạn nhìn ra sông Giá. Cuối tuần nào, vợ chồng ông cũng đi xe từ thành phố về đây nghỉ ngơi và giao lưu với bà con xóm làng. Đến năm 2016-2017, vợ chồng ông Ca đầu tư cải tạo không gian nhà cũ tại mảnh đất nói riêng thành khu nhà mới khang trang, hiện đại. Đến đầu năm 2019, ông được nhà nước cho về nghỉ phép theo chế độ thì ông Ca chuyển về quê. Tại đây, ông tích cực tham gia hoạt động phong trào của địa phương. Cuối tuần có rất đông người đến nhà ông Ca chơi. Do vậy, tối khi nhà ông Ca bị khám xét nhà, nhiều người vẫn nghĩ là khách đến chơi nhà. Chỉ đến sáng hôm sau, người dân nơi đây mới biết ông Ca bị tạm giữ. Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, sinh năm 1958, quê quán xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng,
là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao như từng học tại Đại học An ninh hay Học viện An ninh, Đại học Ngoại thương, Đại học Báo chí, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Luật. Ông mang hàm thiếu tướng từ tháng 7 năm 2013. Ông được nhiều người biết tới khi Công an thành phố Hải Phòng điều tra xử lý vụ việc xảy ra tại khu vực đầm nuôi tôm thủy sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vào ngày 5 tháng 1 năm 2012. Từ tháng 8 năm 1975 đến tháng 4 năm 1976, ông Ca là học viên trường Công an Hải Phòng. Thời gian sau đó đến tháng 2 năm 1978, ông là cán bộ Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tháng 3 năm 1978 đến tháng 10 năm 1978, ông Đỗ Hữu Ca là học viên trường Văn hóa Ngoại ngữ Bộ Công an và là học viên trường Đại học An ninh Nhân dân hay Học viện An ninh Nhân dân Bộ Công an trong thời gian từ tháng 11 năm 1978 đến tháng 7 năm 1983. Từ tháng 8 năm 1983 đến tháng 1 năm 1996, ông Ca là đội trưởng đội an ninh tổng hợp Phòng Tham mưu Công an thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố. Từ tháng 2 năm 1996 đến tháng 4 năm 2003, ông Ca là trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hải Phòng và giữ cương vị Phó Giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 6 năm 2010. Tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013, ông Ca là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đại diện Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14. Từ tháng 7 năm 2013 đến khi nghỉ hưu theo chế độ năm 2019, ông là Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 14. Đồng thời, ông Trùm Trương Xuân Đức có mối quan hệ lâu năm và khá thân thiết với tướng Đỗ Hữu Ca, từ thời ông Ca còn làm giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Đức cũng là người móc nối với một số người tại công ty nhiệt điện Đông Triều TKV trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra ở doanh nghiệp này. Sau khi nhận tiền từ ông Đức, thiếu tướng Đỗ Hữu Ca không đưa cho ai để chạy án mà giữ làm cho riêng mình. Theo nhiều nguồn tin, ông Đỗ Hữu Ca đã nhận số tiền chạy án cho Đức lên đến 35 tỷ đồng. Theo một số ý kiến cho rằng, việc một quan chức cấp cao về hưu không có nghĩa là chấm hết, là đoạn tuyệt với quá khứ công vụ của họ. Không chỉ được xưng tên trong những hội nghị, hội thảo, những sự kiện tham sự, mà trong mắt người dân, họ là nguyên, là cựu của cái chức vị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân từng giao phó. Cho nên khi một cán bộ về hưu bị điều tra, truy tố, xét xử vì vi phạm pháp luật, sự phán xét của dư luận sẽ nặng nề gấp nhiều lần so với các bị can, bị cáo là phó thường dân. Nói như vậy để thấy, dù về hưu rồi thì cựu quan chức, cựu cán bộ cũng càng phải giữ mình nghiêm cẩn. Cuối cùng, việc một số quan chức dù đã về hưu, trong đó có những cán bộ cấp rất cao, bị pháp luật xó gáy, không hề làm cho người dân giảm niềm tin, mà sự kiện này còn củng cố thêm niềm tin rằng không ai có thể một tay che trời. Nếu làm sai thì dù từng ở vị trí, chức vụ cao đến đâu, vẫn có thể một ngày bị lôi ra ánh sáng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!